Rồi đây trên tay mình đây là chiếc tai nghe Velasboost. Đây là một thương hiệu đến từ Việt Nam và họ đặt gia công ở Trung Quốc. Và chiếc tai nghe này có giá chỉ khoảng 800.000 thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ thử xem họ có gì. Rồi đây là một cái mặt ngoài của chiếc hộp. Phía sau đây có thông số đầy đủ. Họ dùng chuẩn Bluetooth là 5.2 nè, support file 2DB, AVRCP, HFP và HSP. Có cái xài có chuẩn Qualcomm aptx, sẵn pin nghe được khoảng 5 giờ. Đó, sạc 1 giờ là đầy. Rồi bây giờ mình sẽ khui thử coi bên trong nó có cái gì ha. Nào. Rồi. Đây là chiếc hộp của Velasboost, bên trong nó sẽ nhìn trông nó như thế này. Đấy. Chúng ta sẽ có một chiếc hộp, chắc trong đây là sạc. Chúng ta sẽ có sạc USB Type-C. Sách hướng dẫn sử dụng user manual hoàn toàn bằng tiếng Anh, không thấy tiếng Việt mình sẽ thích hơn, khi mà đây là một sản phẩm của Việt Nam, bán ở Việt Nam, tiếp cận đến người dùng phổ thông. Mình nghĩ rằng Velasboost nên chú trọng có một cái hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, bằng tiếng Anh hết thì không được hay ho cho lắm. Rồi. Và đây là cái cảm giác mà mình cầm trên tay con Velasboost. Nó khá là chắc chắn so với lại AirPods 2. Cảm giác khá là chắc chắn so với lại BKAV ha. Rồi khi mà cầm trên tay ấy, cái cảm giác hoàn thiện ở ngoài, chắc, đẹp. Và còn cái lấy cái tai nghe bên trong ra, thì cách đây vài ngày mình có làm một cái video nói về những cái khuyết điểm của con AirB á. Thì trong một những cái khuyết điểm đó thì có một cái điểm cũng gọi là chí mạng, tại vì kiểu nó hơi cũ. Đó là việc mà các bạn lấy cái tai nghe ra để các bạn nghe, thì bản thân con AirB này nè, việc lấy ra nghe xong chúng ta phải xoay một vòng chúng ta mới gắn vô lỗ tai của mình được. Và khi gắn vô lỗ tai xong á, thì khi mà lấy ra cất á, thì cái cách mà các bạn lấy ra như thế này thì các bạn sẽ rất là khó để có thể gắn vô trong cái AirB trở lại. Các bạn xem nhé, nó rất là khó gắn vô, các bạn phải buộc phải xoay. Và vì cái đấy, và vì nó sẽ không thuận cái tay, nó sẽ không thuận cái tay của các bạn. Khi các bạn xoay thì nó sẽ phải cầm lên xuống đây rồi gắn vô, nó sẽ khá là khó, nó rớt. Thì đã đánh giá cái đó thì phải đánh giá luôn cả con Velasboost. Thì để coi, đối với AirPods nhé, chúng ta lấy ra và sau này AirPods 3 và AirPods Pro họ đã khắc phục được cái nhược điểm này rồi. Con này mình không có xài thường xuyên lắm. Ok, lấy ra thì con Velasboost này lấy ra hơi khó, gắn vào tai nghe rồi lấy ra cất vào. Rồi đây chính là cái khác biệt nè. Tại sao đối với cùng là AirPods 2 hay là Velasboost, cái việc mà cất vào, các bạn thấy không, các bạn hiểu ý mình không? Đấy, nó cái ngàm giữ nó không chắc lắm nếu như mình mở kiểu này. Nhưng mà thật ra là hiếm khi nào có ai mở tai nghe kiểu này lắm, họ sẽ mở lên và để ngửa ra. Rồi quay trở lại câu chuyện này ha, cái củ tai nghe của Velasboost hoặc là của AirPods 2 á, nó khá là ngắn. Trong khi đó của con AirPods Pro á, con AirB á, nó dài hơn. to hơn. Các bạn thấy cái củ tai nghe không? Dài hơn và to hơn. Đây các bạn nhìn nè, dài hơn và to hơn, dài hơn và to hơn. Và việc dài hơn và to hơn thì nó sẽ vướng, và việc cầm đến đây nó cũng khá là khó. Và nó vì nó dài hơn cho nên mà nó sẽ có cái xu hướng là nó ngang ra như thế này à. Thì khi mình xoay mình cất vô, để coi, đây mở ra nghe, xoay cất vô, nó hơi kỳ. Còn con này thì việc mà chúng ta nghe xong đây, đó, mở ra, lấy ra, cầm trên đây, cất vào, lại khá dễ. Kế tiếp nữa là phần ở dưới cái phần vỏ của cái cây sạc á, họ làm cái khúc này khá nông nè, cho nên nó không có bị lên cao quá so với AirB. AirB họ làm cái chỗ này nó bị lên cao quá. Đây, AirB chỗ này nó làm bị lên cao quá, thành ra là gắn vô phải gắn chính xác vô cái lỗ mới được. Khó mà đi xung quanh vùng này mà vô lại cái lỗ được lắm. Rồi. Wow. Còn con này thì nó khác. Con này thì nó gắn lên đây, đi vòng vòng, bỏ vô. Đó. Rồi, vậy là phần ngoài mình thấy như vậy là được. Với giá 800.000 mình nghĩ là chấp nhận được. Và bây giờ mình sẽ kết nối và nghe thử nhé. Rồi để xem kết nối nó như thế nào. Khi mà tai nghe các bạn mở ra thì nó sẽ mặc định ở trong trạng thái kết nối luôn. Chờ kết nối, chờ ghép đôi. Kết nối được rồi đó. Nhạc đã mở rồi đấy. Đọc hướng dẫn sử dụng một xíu đã. Nhấn một lần là pause và play. Nếu như mà nhấn 2 lần của bên phải là qua bài, và 2 lần ở bên trái là lùi bài. Đấy. Rồi nhấn giữ. Nếu mà nhấn giữ ở bên phải thì sẽ là tăng volume, nhấn giữ bên trái là sẽ giảm volume. Ok. Nếu như mà nhấn 3 lần ở bên trái thì chuyển sang chế độ gaming hoặc normal. Mình sẽ thích hơn nếu như cái này nó sẽ tự thích ứng. Nhưng mà không thể đòi hỏi một cái tai nghe 800.000 họ lần đầu họ làm. Và về cơ bản á, thì bản thân con Velasboost này nè, nó chỉ là dạng AirPods, nên do đó là bạn không thể đòi hỏi của nó có một cái bass nhiều như là cái những cái tai nghe in ear, những cái tai nghe mà nhét sâu vô trong tai. Nhưng mà đổi lại nó có một cái âm thanh sáng và cân bằng. Thì điều này mình sẽ khá là thích, tại vì mình là người nghe cái âm nhạc thiên sáng. Khi mà tháo ra khỏi cái lỗ tai, nhạc không dừng, không tự dừng. Nhạc không tự dừng các bạn nhé. Đó, phải bấm vô. Cái phần cảm ứng điều khiển cũng khá là nhạy đấy nè. Thử lên đây cho bạn xem. Play, pause, play, pause. Ok, khá nhạy. Rồi đang nghe để coi bỏ vô hộp thì có tự dừng nhạc không nhé. Việc cất vô cũng khá là dễ. Nếu mà cất vô hộp sạc thì nó sẽ tự dừng nhạc. Và lấy ra nhưng mà vẫn còn kết nối hả? Khi bỏ vô hộp sạc thì tai nghe vẫn duy trì kết nối. Ok, mất khoảng chừng 3-4 giây để nó tắt. Mở ra. Alo. Ok. Mình mới vừa có một cuộc điện thoại. Thì cảm giác của mình là việc mà nhấn nghe cái điện thoại trên con này nó khá là trong. Âm lượng khá là trong và dễ chịu luôn. Đấy, cũng được á. Rồi, bây giờ sẽ nói về chất âm. Thì chất âm của con tai nghe Velasboost này nó thiên về sáng. Nó có cái bass vừa đủ. Và vừa đủ, tức là nó sẽ ít hơn tất cả những tai nghe in-ear, đó là điều dĩ nhiên rồi. Và nó có một cái âm thanh cân bằng, khá là cân bằng giữa các dải. Nó giúp cho các bạn có thể nghe được âm nhạc, nghe được cuộc gọi, xem phim hay chơi game một cách rất là rõ ràng. Mình sẽ thử nghe thêm vài bài nhạc nữa và mình sẽ đánh giá với các bạn nhé. Rồi, mình nghĩ thế này, bản thân Velasboost không phải là một chiếc tai nghe được làm ra để chuyên nghe nhạc. Và với cái giá 800.000 cho một chiếc tai nghe True Wireless như hiện tại, nhỏ, gọn, tiện, cũng đeo cũng được, thì mình nghĩ là nó sẽ dùng nhiều cho cái mục đích, đa mục đích hơn. Tức là bạn cần một chiếc tai nghe đeo vào để có được cái khoảng không gian cá nhân, bạn tận hưởng những cái nội dung số trên điện thoại của các bạn, trên thiết bị của các bạn, và bạn không làm phiền đến người khác. Thì mình nghĩ rằng nó sẽ ở một mức giá đó là 800.000 cho những ai muốn thử ủng hộ thương hiệu Việt Nam, muốn có một cái thiết bị để nghe nhạc nè, xem phim nè, đi ngoài đường để gọi điện nè, rồi để chơi game, coi Facebook, YouTube hay cái gì đó, tất cả những thứ mà các bạn sẽ không cần phải làm phiền đến người khác mà vẫn muốn có âm thanh rõ ràng. Còn về cái trải nghiệm mà mình nghe cái cuộc gọi á, mình nói là trong quá trình mình làm video, đang làm video này là thì có 2 cuộc gọi tới. Thì ok, mình cảm giác được rằng nhận cuộc gọi của nó tốt, nghe nói rõ ràng, hợp lý. Thì đậu giá 800.000 thì cũng không đòi hỏi gì. Mình chỉ có một cái cân nhắc, thật sự cân nhắc là nếu như các bạn suy nghĩ rằng các bạn cần mua cái con này ở mức để nghe nhạc và bạn tận hưởng được âm nhạc, thì với người như mình thì mình cảm thấy là nó cũng ổn. Mình sẽ cho nó khoảng 6,5. Tức là nghe được, đi ngoài đường, có âm nhạc, tập thể dục cũng được, sáng sủa. Nhưng mà nếu mà là trải nghiệm cho âm nhạc nó thiệt hay thì không. Mình nghĩ là ở những đời sau thì bản thân Velasboost họ cũng sẽ phải cần có những cái nó khắc phục. Tiếp theo đầu tiên là cái bản lề nó cũng cần nên làm chắc chút xíu, chứ không là các bạn thấy không, mở lên như vậy buông ra là tự rớt, nên nhiều khi nó gắn vô lỡ tay xíu nó cũng hơi khó. Đấy. Đó, chỉ vậy thôi. Thì đánh giá nhanh Velasboost ở mức giá 800.000. Mình có mua hay không? Suy nghĩ. Giữa việc mua một con AirPods 2 và một con Velasboost thì mình nghĩ các bạn có thể cân nhắc mua con Velasboost, dễ, rẻ, tiện, không khác gì hết, trải nghiệm tương đương, chả khác gì. Đấy. Rồi với mức giá 800.000 cho một thiết bị để tặng cho các em nhỏ, các em còn đang đi học, các bạn có một cái tai nghe để chơi game, tối coi phim chẳng hạn, không làm phiền đến người khác, 800.000 này cũng được. Tặng cho ba mẹ, những người lớn tuổi, có một cái tai nghe để cũng để nghe nhạc rồi điện thoại. Cái này thì mình không chắc đâu, tại vì thường những người lớn tuổi thì họ cũng không có xu hướng xài tai nghe nhiều. Nhưng mà đa phần những người dùng phổ thông, mức giá 800.000 cho chiếc tai nghe Velasboost này là ok, chơi được. Rồi hy vọng họ sẽ sớm có những phiên bản khác, phiên bản 2 hoặc là phiên bản nâng cao hơn, nó có những cái trải nghiệm thú vị hơn. Vậy thôi. Một chiếc tai nghe hòa mình vào những chiếc tai nghe khác mang thương hiệu Việt Nam.